cháu xin được phép vào bài nói chuyện luôn ạ. Thì khi mà đến đây nhìn các bác như thế này này thì cháu lại tự nhiên lại nhớ đến những cái lần trước khi mà đoàn đi đến làm thiện nguyện ở những cái khu vực trước đó nữa. Thì đến đó thì sau khi chữa bệnh xong ấy thì bà con thường nói với lại bọn cháu như thế này này, giá như là tuần nào tháng nào các anh chị cũng về đây được với chúng tôi thì tốt quá. Thì nghe nó rất là cảm động, nhưng mà thực ra những cái mà chia sẻ của các cụ đó là nghe nó rất là thiết thực. Bởi vì sau khi mà đoàn thiện nguyện đi rồi thì ai sẽ là người ở lại chăm sóc sức khỏe cho các cụ? Bởi thế cho nên là thầy Dương Quang Châu là viện trưởng của Viện Bấm Huyệt Thập Chỉ Liên Tâm có mong muốn rằng là khi đoàn thiện nguyện Thập Chỉ Liên Tâm đi đến bất kỳ nơi nào thì phải để lại được cho bà con 5 cái liệu pháp để cho bà con tự chăm sóc sức khỏe của mình, không phụ thuộc vào ai cả. Và cái lợi ích, cái ưu điểm của 5 cái liệu pháp này đó là rất đơn giản, dễ thực hiện và lại không hề tốn kém gì cả. Và sau đây thì cháu xin được nói về các cái liệu pháp này. Đầu tiên đó là hớp không khí ạ. Thì hớp không khí thì ở đây mọi người có một, ở vùng quê này có một cái ưu điểm hơn là thành phố rất là nhiều, bởi vì bây giờ thành phố đang rất là ô nhiễm. Thực ra là không khí không có đủ oxy và không đủ chất lượng không khí để bọn cháu thở đâu ạ. Cho nên là khi mà xuống bước xe đứng đây một cái là bọn cháu vô cùng sung sướng, bởi vì thấy là cái không khí nó khác hẳn ở trên Hà Nội luôn. Thì đấy nó là một cái lợi thế cho bà con sống ở cái vùng trong lành như thế này. Thì mọi người nghĩ rằng là oxy thì là luôn luôn đã có đầy đủ trong cơ thể đúng không ạ? Thế nhưng mà trong không khí đúng không ạ? Nhưng mà thực tế không phải. Trong khí quyển và trong cái dung tích thở của chúng ta chỉ có 20% là oxy thôi. Cho nên là thường xuyên con người chúng ta không có đầy đủ oxy. Ở vùng quê này trong lành thì có thể là các bác sẽ có đủ 20%, nhưng mà bọn cháu ở thành phố là không bao giờ đầy đủ đâu. Và con người luôn luôn là thiếu oxy. Nhưng mà tuy nhiên rằng là cái việc mà thiếu oxy như vậy thì nó cũng là cái gọi là cái quy luật thôi. Bởi vì là nếu như mà con người có đầy đủ oxy thì là con người sẽ không đau, không bệnh, không lão hóa, không già và nhất là không chết được. Thế cho nên là chúng ta không có ý định là đi ngược lại với lại cái quy luật tự nhiên, mà chúng ta chỉ là vận dụng nó để làm cho chúng ta có một cái sức khỏe và có một cái tuổi trẻ nó tốt hơn cái mức hiện nay. Thế đây ạ. Vâng, thế thì cái cách hấp không khí đó là chính là cái cách đưa oxy nhiều hơn vào trong cơ thể. Thì cháu xin được giới thiệu cách đó là chúng ta sẽ đưa oxy vào trong cơ thể chúng ta nhiều hơn bằng cách là hít vào bằng miệng ạ. Mọi khi chúng ta vẫn học thiền này hay là yoga thì là thở bằng mũi, hít vào bằng mũi và thở ra bằng mũi đúng không ạ? Nhưng ở đây đó là hít vào thật là nhiều bằng miệng. Bởi vì khi mà chúng ta hít vào, đưa vào bằng miệng thì là cái lượng oxy vào trong cơ thể của chúng ta nó sẽ nhiều hơn là bằng đường mũi rất là nhiều. Và bây giờ cháu xin được làm mẫu để các bác thực hiện ạ, được không ạ? Thì đầu tiên là chúng ta hãy tưởng tượng ra là mình làm thế nào là mình hớp bằng như là một cái con cá ạ. Khi mà đưa lên khỏi nước thì nó bị ngột hơi, nó ngột thì nó phải há miệng ra mà hớp thật là nhiều không khí vào. Bây giờ cháu sẽ làm thử nhé đây ạ. Các bác, nó sẽ phát ra tiếng động đấy ạ. Vâng, nó không được duyên dáng lắm đâu, nhưng chúng ta vì sức khỏe bỏ qua hết tất cả những cái vấn đề không duyên dáng, hãy cố gắng tròn miệng ra và làm thế nào thu được, cố gắng thu được thật nhiều vào. Để các bác nhìn cháu làm một lần rồi và làm theo giúp cháu nhé, nó đẹp. Ngậm lại một miệng, một giây để sau đó là từ từ thở ra bằng mũi, hớp vào bằng miệng mà thở ra bằng mũi các cụ nhé. Cháu làm lại ạ. Vâng, bây giờ các cụ có thể làm cho cháu được không ạ? Chúng ta thử nhá. Nào, bắt đầu nào. Hớp vào bằng miệng và thở ra từ từ bằng mũi ạ. Và khi mà hớp vào các bác sẽ cảm thấy nó hơi man mát, đó chính là oxy đấy ạ. Và thường thường là các cụ ấy, thì thường thường là hay có cái thói quen đó là khi mà ngồi xem phim là hay ngủ gật, gọi là lễ cụ ấy ạ. Thực ra không phải các cụ là buồn ngủ đâu nhá, bởi vì lúc này đưa các cụ vào giường là không có ngủ được đâu. Nhưng mà bởi vì là thiếu oxy lên não cho nên là có cái hiện tượng ngủ gật như vậy. Cho nên là các cụ cứ hớt oxy nhiều cho cháu là cái hiện tượng mà ngồi cứ ngủ gà ngủ gật nó sẽ không còn nữa. Và chúng ta thử làm một lần nữa các cụ nhá. Vâng, và các cụ cố gắng là ở ra là ở vùng này là rất là trong lành này, cho nên là hớp vào lúc nào cũng được, đợi lúc nào các cụ hớp cũng được. Nhưng mà nên đứng ở những chỗ nào mà nó có nhiều cây xanh ấy ạ. Bởi vì là nhiều cây xanh thì nó có nhiều oxy cho chúng ta hơn. Thế được chưa? Vâng, và cố gắng là
mỗi ngày các cổ hớt cho cháu khoảng độ 90 lần. Nhưng mà mới đầu hớt thì là nó sẽ hơi bị rát cổ vì mình chưa quen. Và thậm chí có người là cảm thấy hơi choáng choáng một chút. Bởi vì là chúng ta bị thiếu oxy quen rồi, tự nhiên có một cái lượng oxy nhiều quá vào trong não là cảm thấy là hơi khó chịu. Cho nên là chúng ta hãy bắt đầu từ từ khoảng độ 30 cái và cứ tăng dần dần lên 90 cái cho cháu nhé. Và cứ khoảng là làm đến lúc khoảng là mấy cái là mệt thì lại nghỉ. Chúng ta không cần làm vội vàng, cứ làm từ từ cho cháu. Và cái hớt này này, các cụ theo đúng cái hơi thở của các cụ hít vào đúng cái hơi thở của mình và thở ra đúng cái hơi thở của mình, và dần dần mình sẽ luyện cho cái cách mình thở ra được rất là lâu. Và được chưa ạ? Rồi, bây giờ cháu sẽ xin được chuyển sang cái thứ hai. Dũng rất là đơn giản, đó là giậm bóp chân. Thì giậm bóp chân này, đây là một cái phát kiến không phải của Việt Nam mà là của một cái viện sĩ người Nga. Và nhờ cách đây là ông đã tìm ra cái phương pháp này cách đây khoảng độ 80 năm, 70-80 năm rồi. Và nhờ cái phương pháp đơn giản này thôi mà ông đã giúp cho hàng triệu người châu Âu thoát khỏi cái tai biến mạch máu não và không bị tái tai biến, mà chỉ có là giậm gót chân vô cùng đơn giản. Thực ra cái phương pháp này nó đã có mặt ở miền Bắc, ở Việt Nam từ năm 1972 cơ. Thế nhưng mà cho đến giờ phút này là chỉ có mỗi viện bấm huyệt thập chỉ liên tâm là phổ biến lại cái phương pháp đơn giản này cho bà con thôi. Bởi vì là chống được tai biến, chống được tái tai biến mà chỉ có bằng cách giậm gót chân quá đơn giản, đúng không ạ? Bệnh viện sẽ không vui và các hãng dược phẩm cũng sẽ không vui nếu như chúng ta không bị những cái bệnh này chỉ bằng cách giậm gót chân, đúng không ạ? Thì cái cơ sở của nó thì cháu chỉ nói qua thôi, tức là như thế này. Những cái ứ động trong cái dòng máu của chúng ta nó sẽ tạo thành những cái cục máu đông. Và những cái cục máu đông này nếu mà nó đi lên não thì nó sẽ gây ra tai biến, mạch máu não. Còn nếu như cái cục máu đông này nó đi vào tim của chúng ta thì sẽ gây ra là nhồi máu cơ tim. Và cũng là những cục máu đông này nếu mà nó đi vào phổi của chúng ta thì nó sẽ làm trắng phổi ngay lập tức. Vâng, và bây giờ cháu sẽ hướng dẫn cách giậm gót chân vô cùng đơn giản để cho chúng ta sử dụng cái rung động để thoát khỏi cái ứ động, những cái bế tắc của dòng máu. Và bằng cách như vậy, những cục máu đông sẽ không hình thành và chúng ta sẽ không bị tai biến, không bị nhồi máu cơ tim nữa. Đây là các cụ nhìn cháu nhé. Rất đơn giản, cháu xin phép được quay lại ạ. Tức là như thế này, cháu chỉ giẫm gót chân lên, giẫm gót chân lên 1cm thôi và thả người xuống. Như vậy, vô cùng đơn giản. Và cháu khuyên rằng là các cụ, khi mà buổi sáng, khi mà chúng ta hớt không khí thì chúng ta một công đôi việc, chúng ta giậm gót chân luôn. Nếu như những cái cụ nào mà bị đau chân mà không đứng được ấy thì chúng ta vẫn phải giậm gót chân, nhưng mà bằng cách là ngồi, vừa ngồi các cụ vừa giậm gót chân, được không ạ? Vâng. Và nếu như cụ nào cảm thấy rằng là giậm gót chân như thế này nó vẫn khó quá thì chúng ta có thể đi bộ. Nhưng mà đi bộ phải là bằng đúng cách nhé, tức là nện cái gót chân, nện gót chân xuống trước. Thì cái cách như vậy nó cũng tương tự với lại cái cách mà cháu vừa hướng dẫn, tức là giậm gót chân rồi. Bây giờ cháu thử lại thôi nhé. Tôi cũng không tiện, để các bác là ngồi ghế cũng không tiện lắm, để các bác đứng dậy thực tập. Nhưng các bác nào nếu mà muốn vừa kết hợp vừa hớp không khí vừa giậm gót chân thì có thể cùng làm với cháu nhé. Cháu vừa hớp không khí và vừa giậm gót chân cho các cụ nhé. Các cụ xem ạ. Đây này. Hoặc là vừa, cháu vừa đi, cháu vừa vừa hớt không khí ạ. Rất là đơn giản. Và cháu tin cho bà tất cả những cái học viên của luyện thập chỉ liên tâm thì đều có những cái trải nghiệm vô cùng tốt để khi mà áp dụng những cái biện pháp vô cùng đơn giản này. Và lát nữa khi các anh chị em chữa cho các bác thì các anh chị em sẽ tư vấn cho các bác, thì lúc đó mọi người có thể nói chuyện, trao đổi cùng với các anh chị em thì sẽ hiểu rõ hơn về những cái phương pháp như thế này. Và phương pháp tiếp theo mà cháu muốn giới thiệu với các bác đó là nước ớt. Nước ớt thì tất cả 6 cái liệu pháp này nó rất là dài, có thể nghe không nhớ được, nhưng mà tất cả thì đều được ghi đầy đủ trong cuốn sách này. Ở đây cháu chỉ nói sơ qua để các bác nắm được hình dung, còn tư duy rất chi tiết ở đây. Lát nữa khi mà chúng ta được chữa bệnh xong, được các anh chị các anh chị bác sĩ tư vấn cho bác cụ và sẽ phát các quyển này cho các cụ, cho nên các cụ không sợ rằng là mình không nhớ nhé. Và bây giờ cháu sẽ nói là nước ớt. Nước ớt ở đây thì chắc chắn, nước ớt thì chắc chắn là phải có ớt rồi, đúng không ạ? Cho nên là nếu như cụ nào mà không ăn được ớt thì là có lẽ là chúng ta phải tập thôi, bởi vì cái lợi ích từ nước ớt đem lại vô cùng to lớn.
cái tác dụng của nó, tức là cái sức nóng của ớt ấy, nó sẽ làm giãn mở mạch máu của chúng ta ra. Và công dụng của nó y hệt như là cái viên thuốc An Cung Nhu Hòa. Các bác có thể nghe thấy cái tên này rất là nhiều rồi đúng không ạ? Nhưng nước ớt nó có tác dụng y như vậy, làm giãn mở mạch máu, khiến cho những cái cục máu đông không hình thành và chúng ta sẽ không bị tai biến nữa. Nhưng mà cái ớt thì nó lại có một cái hay, đó là nó không phải là thuốc, nó không có tác dụng phụ. Và cái hay nữa là chúng ta không phải tốn tiền. Chúng ta hoàn toàn có thể lấy ớt ở vườn nhà mình, lấy rượu ở xung quanh ở đây để chúng ta tự làm lấy nước ớt. Và thí dụ như là cháu mỗi lần mà cháu làm nước ớt ấy, cháu thường làm 5 lít một để cháu biếu cho mọi người, thì là nó sẽ giúp cho cái, tất cả những cái người, thứ nhất bị huyết áp cao là phải uống, huyết áp thấp cũng phải uống bởi vì nó sẽ bình ổn lại cái huyết áp của mình. Những người bị tim mạch chắc chắn phải uống nước ớt. Và những người có tiền sử có nguy cơ sắp bị tai biến mạch máu não thì càng phải uống nước ớt. Đó nha các bác nhá. Thì cái cách làm vô cùng đơn giản, chỉ một lạng ớt cay xay cùng với lại một lít rượu nặng, rượu nặng nhá. Và khi chúng ta xay bằng máy xay sinh tố, chúng ta để trong vòng 14 ngày, đến ngày thứ 14 thì rượu nó sẽ ngửa ngả ra một cái mùi rất là thơm, khác hẳn luôn với những cái ngày trước đó. Và lúc đó chúng ta sẽ chắc ra, chỉ lấy nước trong để dùng, và cái bã thì chúng ta bỏ đi. Chúng ta lưu ý nếu mà chúng ta để bã nhá, thì những cái chất tốt của cái rượu ớt đó nó sẽ ngấm trở lại bã của chúng ta, như thế là không có cái tác dụng nữa. Cho nên chỉ lấy nước trong thôi. Và mỗi lần uống chúng ta chỉ cần lấy một thìa cà phê rất là nhỏ, và chúng ta phải pha nó từ 100 đến 200ml nước ấm, tức là một cốc nước này này, các cụ hòa vào, và sẽ uống sau ăn, sau bữa ăn tầm khoảng từ nửa tiếng đến một tiếng. Và chúng ta cứ uống như vậy thì đảm bảo rằng chúng ta sẽ không lo về việc bị tai biến đâu ạ, nhất là những bệnh bị tim mạch. Ngoài ra còn có một cái hay nữa của nước ớt, nó là như thế này. Những người bị đau dạ dày, thậm chí còn những người bệnh lết cái bờ cong của dạ dày, đó là bệnh rất khó chữa, uống thuốc rất khó chữa luôn. Thế nhưng mà chỉ cần uống nước ớt là khỏi. Mọi người sẽ cảm thấy là tại sao là cay như thế, dạ dày thì thường phải kiêng ớt, thì tại sao lại uống nước ớt mà lại khỏi? Bởi vì là ớt này đó là ớt đã ngâm rượu rồi, cho nên là cái hoạt chất của nó đã bị thay đổi. Và ở đây thì là rất nhiều những cái bác sĩ chữa bệnh này này, nhiều người đã bị bệnh dạ dày, và thậm chí cả trào ngược dạ dày đều khỏi chỉ do uống nước ớt thôi. Bây giờ cháu đến một cái phương liệu pháp thứ tư, đó là kiềm hóa cơ thể. Thì cháu khuyên các bác là ở đây cũng ở vùng quê thì rất là sẵn những cái rau củ quả mình trồng tự nhiên ở vườn nhà mình, thì chúng ta nên tăng cường ăn vào, nhất là những cái loại lá rau màu xanh, mùa nào thức nấy. Thì tất cả những cái mà rau củ quả tự nhiên mình trồng ấy, nó mang kiềm, mang tính kiềm rất là cao. Và nếu mà cơ thể của chúng ta nghiêng về kiềm thì chúng ta sẽ khỏe. Và ngược lại, chúng ta nên loại bỏ những cái mà gọi là axit. Axit ở đây đó chính là từ những cái loại thịt có màu đỏ, nhất là thịt bò, những cái loại mà đường, những cái nước đóng chai, những cái gọi là đồ ăn chế biến sẵn. Bởi vì tất cả những cái thứ đó đều mang lại axit cho cơ thể của chúng ta. Cho nên muốn khỏe mạnh, chúng ta giảm bớt những cái thức ăn mang tính axit là thịt đỏ, đường, đồ đóng hộp, đồ chế biến sẵn. Và tăng cường cái tính kiềm, đó chính là rau củ quả chúng ta trồng tại vườn, trồng theo phương pháp sạch, được không ạ? Rồi, cái phương pháp tiếp theo mà cháu muốn chia sẻ đó là bỏ đói cơ thể. Thì bỏ đói cơ thể, khi mà bỏ đói cơ thể, cháu tự nhiên ấy rất là nhớ đến cái lúc mà cháu hướng dẫn cho mẹ cháu là bỏ đói cơ thể đi. Thì tất cả mọi người đều bảo rằng là bây giờ mẹ mày hơn 70 rồi, sống được bao nhiêu nữa mà bắt mẹ mày nhịn. Đấy, thế nhưng mà theo cháu rằng là nghĩ sống ấy thì là không quan trọng là sống lâu hay là sống không, và là sống ngắn, mà quan trọng là trong thời gian chúng ta sống nó phải sống khỏe. Chứ sống độ khoảng vài chục năm mà lại gọi là nằm liệt giường thì cháu thấy là nó cũng không có ý nghĩa, đúng không ạ các cụ? Vâng, thế thì cái nếu như bỏ đói cơ thể mà có thể mang lại sức khỏe để chúng ta sống khỏe thì chúng ta cũng có thể nên thử, đúng không ạ? Thế thì cái bỏ đói ở đây không phải bắt các cụ bỏ đói mấy ngày đâu, mà chỉ là bỏ đói cách quãng một số thời gian trong ngày thôi. Mà cụ thể đó là chúng ta sẽ bỏ đói trong vòng 16 tiếng đồng hồ. Tức là 16 tiếng chúng ta sẽ không ăn, không ăn gì cả, chỉ uống nước ấm thôi, nước lọc thôi ạ. Và chúng ta sẽ được ăn trong vòng 8 tiếng còn lại.
Thế thì phân bổ thời gian 16 tiếng đó vào lúc nào? Đó là sau bữa ăn tối. Tức là chúng ta vẫn được ăn tối, nhưng mà sau cái bữa ăn tối đó là chúng ta sẽ dừng lại, không ăn gì nữa, không ăn hoa quả, không uống sữa, không ăn bất kỳ một cái gì ngọt cả. Và chúng ta sẽ kéo dài cái thời gian này trong vòng 16 tiếng. Như thế có nghĩa là chúng ta sẽ phải bỏ qua bữa ăn sáng. Và cái bữa ăn đầu tiên trong ngày của chúng ta nó sẽ bắt đầu vào lúc khoảng trưa. Nếu như mà các bạn ăn tối xong, ăn tối xong nhé, lúc 6 giờ tối, thì có nghĩa là các bác sẽ được ăn vào lúc 10 giờ sáng ngày hôm sau. Và nếu như các bác ăn tối xong lúc 7 giờ thì có nghĩa là 11 giờ trưa ngày hôm sau các bác mới được ăn trở lại bữa ăn đầu tiên. Tức là bỏ bữa ăn sáng. Cháu muốn nhắc đi nhắc lại đó là trong thời gian chúng ta bỏ đói không được ăn bất kỳ một cái gì cả. Một tí mật ong, một tí chanh, tất cả những cái gì là mặn, ngọt, chua, cay, đắng, chát thì đều không được nếm vào trong lúc 16 tiếng chúng ta đang bỏ đói. Tại sao ạ? Thì cháu sẽ nói ngắn gọn thôi. Bởi vì là cái cơ thể của chúng ta, cái cơ thể bảo tồn sinh mạng của con người và một số loài động vật ấy, tức là thức ăn của chúng ta ăn vào nó sẽ để phần lại một ít, nó tích trữ ở trong cơ thể, mà cụ thể đó là ở trong gan, để đề phòng những lúc mà chúng ta không kiếm được đồ ăn thì chúng ta vẫn sử dụng, vẫn sống được. Và con người có thể sống được đến 60 ngày không cần ăn, bởi vì chúng ta sử dụng cái lương thực nó trữ ở trong cơ thể mà chủ yếu là ở trong gan. Thế thì vấn đề ở chỗ đó là chúng ta cứ ăn, ngày nào chúng ta cũng tích trữ ở cái kho đó, khiến cho cái kho đó nó bị đầy lên. Mà khi nó đầy rồi nó sẽ tràn. Nó tràn ra đâu ạ? Nó sẽ xuất hiện từng cái tảng mỡ ở khắp cơ thể của chúng ta, và nó sẽ tràn vào dòng máu của chúng ta. Khi nào chúng ta bị những cái bệnh về rối loạn chuyển hóa, những bệnh như thế này này, tiểu đường, men gan cao, gan nhiễm mỡ, máu nhiễm mỡ, bệnh gút, những bệnh này là do cái kho dự trữ của trong cơ thể của chúng ta nó đã bị đầy tràn rồi. Thế thì mục đích của cái việc mà bỏ đói 16 tiếng ấy, nó sẽ giúp cho chúng ta thanh thải, tiêu bớt cái kho này đi. Thì tiêu bớt cái kho này đi thì chúng ta sẽ dần dần thoát khỏi bệnh, năm cái loại bệnh vừa rồi như là cháu vừa nói đó. Thì mọi người đừng hỏi rằng là sau 16 tiếng sau nhiều thế ạ, bởi vì là 12 tiếng mới là điều kiện đủ để mở cái kho đó. Còn cái thời gian thực sự để mà thanh thải cái kho này, tiêu hao cái kho này, nó chỉ có 4 tiếng trong ngày thôi. Cho nên là bắt buộc chúng ta phải bỏ đói đúng 16 tiếng. Và như lúc đấy cháu có nói rồi đấy, tức là tại sao chúng ta lại trong thời gian bỏ đói chúng ta không được ăn những cái vị mặn ngọt, chua cay, đắng chát? Bởi vì não của chúng ta sẽ hiểu rằng nó sẽ hiểu những cái vị đó, đó là thức ăn đưa vào cơ thể. Mà nếu mà thức ăn đưa vào cơ thể rồi, lập tức nó đóng kho lại ngay. Như thế là cái việc, mục đích chúng ta bỏ đói để mà chúng ta thanh thải cái kho này, tiêu hao cái kho này, nó sẽ bị mất hiệu lực, nó vô nghĩa, đúng không ạ? Cho nên các cụ nhớ cho cháu là chỉ được uống nước lá thôi nhá, nước lọc thôi nhá, mà nên là nước lọc ấm, được chưa? Rồi, tiếp theo là cháu sẽ nói về cái cách cuối cùng, tức là cái cách trường nóng vùng gan. Thì cái này là cực kỳ quan trọng, đó là nhiệt liệu pháp cho cơ thể. Cho nên là ngày xưa là cháu đã đưa bố cháu đi khám ở bệnh viện lão khoa rồi đấy, thì các bác sĩ bao giờ cũng sờ chân bệnh nhân. Nếu mà thấy bệnh nhân vẫn ấm thì là sẽ bác sĩ sẽ bông đùa vài câu, nó rất là các cụ là vẫn còn khỏe lắm thế nọ thế kia. Thế nhưng mà nếu mà chân cụ nào yếu rồi là lập tức tư vấn riêng cho người nhà là phải quan tâm hơn đến cái nhiệt độ của các cụ. Thế thì làm thế nào và cái nhiệt độ như thế nào là đúng ạ, là đủ, đó là nhiệt độ từ 36 độ 5 đến 37 độ 5. Nếu như cơ thể của chúng ta duy trì được cái nhiệt độ này thì chúng ta sẽ khỏe, cho dù là chúng ta các cụ đang yếu ở mức nào, nhưng nhiệt độ cơ thể mà nó ở cái mức này là các cụ vẫn khỏe. Thì cách để biết nhiệt độ này thì là rất đơn giản, hoặc là chúng ta chạm nhiệt độ, hoặc là chúng ta sờ vào chân đều được hết, bởi vì chân nó ở rất xa cơ thể. Khi mà chân nó ấm thì chứng tỏ là toàn bộ cơ thể đã ấm rồi. Thế thì nhưng mà nếu như mà cơ thể của các cụ nó không đạt ở cái mức này thì làm thế nào ạ? Thì chúng ta phải tăng nhiệt độ cơ thể lên. Và tăng bằng cách nào? Trong dân gian có rất nhiều cách, ví dụ như là xông hơi này, hoặc là chúng ta trông cái nồi bánh chưng ngày Tết ấy, đấy cũng là cách để tăng nhiệt lượng lên ấy, nhiệt độ cơ thể lên. Và ở các cụ để ý là ở miền núi ạ, người miền núi người ta ăn thì thiếu này, mà trời rất là rét mà ăn mặc lại phong phanh, làm sao người ta vẫn khỏe như vậy? Bởi vì là họ sinh hoạt cả ngày, cứ buổi tối về là họ sinh hoạt quanh bếp lửa, cho nên là
nó đủ nhiệt lượng để cho họ chống chịu được với cái rét trong cả một cái ngày ở cái nhiệt độ khắc nghiệt ở trên miền núi như vậy. Thế thì bây giờ ở miền Bắc, miền xuôi của chúng ta không có bếp lửa như vậy thì chúng ta làm thế nào? Và viện đã giới thiệu một cái phương pháp, đó là viện có một cái cặp đá trường đa. Tuy nhiên là cái này rất là quan trọng nhưng mà cháu lại để cuối cùng, bởi vì cái viên đá này nó là phải mất tiền, bởi vì đó là tài nguyên của quốc gia. Chúng ta ở viện là phải khai thác ở mỏ và cắt rũa mới đến được cái tay người tiêu dùng, cho nên là cái này chỉ giới thiệu qua thôi. Cho nên nếu các cụ có điều kiện thì tùy hỉ, cái này là không có bắt buộc. Và con có thể mời cô Dung được không ạ? Lên đây để giới thiệu cái cách sử dụng đá này. Đá đây là đá từ núi lửa, tức là những cái nham thạch trong núi lửa qua hàng triệu năm phun trào thì nó sẽ ra ngoài không khí, nó gặp không khí lạnh nó lại kết tinh lại thành đá như thế này. Một cái viên đá nhìn đơn giản như thế này nhưng mà tuổi đời của nó hàng triệu năm rồi. Nếu như cái đất nước nào mà vẫn còn núi lửa đang hoạt động thì là đá của nó vẫn còn non. Trong nước chúng ta rất may mắn đó là đã qua cái thời kỳ núi lửa rồi, chứng tỏ cái đá này đã đủ tuổi để chúng ta sử dụng. Và cái đá này mang lại rất nhiều cái gọi là năng lượng từ trời đất qua hàng triệu năm, cho nên nó giúp rất tốt cho sức khỏe của chúng ta. Rồi, viên đá này thì các bác phải làm lóng nóng lên bằng rất nhiều cách, có thể là bằng hộp, hoặc là ở đây thì cháu biết là mọi người hay sử dụng cái nồi gang ấy ạ. Chúng ta cứ cho nó thẳng vào cái nồi gang của mình ấy, không cho nước vào và cứ đun khoảng độ 20 phút thì cực kỳ nóng. Và sau đó sẽ đi găng tay vào, sau khi đun nóng thì sẽ đi găng tay vào và sẽ đưa cái viên đá đó vào trong cái khăn này. Đó, nhớ là phải đi găng tay nhá các bác nhá, bởi vì là đá này là rất nóng nè. Rồi, và chúng ta sẽ quật cái viên đá này lại cho nó bớt nóng đi. Rồi, và chúng ta sẽ để vào vùng gan của chúng ta. Tại sao lại cho gan ạ? Bởi vì là gan được tính từ út đi ra về phía bên tay phải. Các bác nhớ đó là về phía bên tay phải nhá. Chúng ta mà đưa lên bên vài bên trái là nó vào tim đấy, và chúng ta tác động vào vùng tim, tăng nhịp tim lên là không có tốt đâu. Cho nên là nằm toàn bộ ở phía bên phải như thế này. Được rồi ạ, cảm ơn. Thì tại sao lại phải trường vào vùng gan mà không phải là vùng khác, thí dụ như chân chẳng hạn? Bởi vì là gan đó là một nơi có lưu lượng máu đi qua nhiều nhất. Một giờ đồng hồ là 60 lít máu đi qua vùng gan, trong khi đó cơ thể của chúng ta, người phụ nữ chỉ có 4,5 lít và nam giới là 5 lít. Nhưng 1 giờ 60 lít máu đi qua gan. Điều này có nghĩa là gì ạ? Chúng ta khi mà chúng ta chỉ cần làm nóng vùng gan thôi thì là máu đi qua gan sẽ biến thành máu nóng, và máu nóng đó sẽ được tuần hoàn đi khắp cơ thể, làm cho cơ thể của chúng ta sẽ ấm nóng lên. Và khi mà máu nóng đi ra thì máu lạnh lại đi vào và nó lại được làm ấm nóng. Đó là cách làm tăng nhiệt độ cơ thể hữu hiệu nhất. Nói rồi, bởi vì là viên đá này phải mất tiền mua, tất nhiên là nó rất là bền, có thể dùng được đời mình, đời con cháu, không bao giờ bị vỡ, trừ phi là chúng ta cố tình đập nó vỡ thì nó mới vỡ thôi. Cho nên các cụ lưu ý nhé, chúng ta làm nóng lên và sẽ nó khoảng độ cũng không có đắt tiền lắm đâu, khoảng độ 400.000 thôi. Thế nhưng mà chúng ta sẽ rất là hữu hiệu để mà phòng chống sức khỏe cho mình. Rồi, và một cái vấn đề con muốn nhắc lại nữa đó là khi mà lúc nãy con nói về bỏ đói thì con có quên mất không nói đó là các cụ mà hay bị phải uống thuốc ấy, ví dụ như thuốc huyết áp hoặc uống thuốc tiểu đường, và bác sĩ nói rằng là phải uống vào bữa sáng, nhưng mà nếu mà chúng ta bỏ đói bữa sáng thì chúng ta làm sao ạ? Thì chúng ta vẫn phải uống thuốc nhé, nhưng sẽ uống thuốc vào buổi trưa, tức là vẫn thuốc đó chúng ta chuyển từ bữa sáng ra bữa trưa, tức là sau ăn thì chúng ta sẽ vẫn uống, đúng không ạ? Và các bác lưu ý là những cái người mà bị bệnh tiểu đường là rất là sợ về bỏ đói, bởi vì là nghĩ đến cái tụt đường huyết rồi toát mồ hôi thế này nọ. Thế nhưng mà cháu xin giới thiệu đó là ở đây là có một cái bác là năm nay cũng hơn 70 tuổi rồi, bác đã có tiền sử gọi là tiểu đường là 19 năm, và chỉ có bằng cách bỏ đói cơ thể bác đã thoát khỏi sự hành hạ của bệnh tiểu đường và thoát khỏi sự lệ thuộc của thuốc tiểu đường. Và con xin được mời bác, kính mời bác Uyên ạ. Và bác có thể đứng dậy để cho mọi người được nhìn thấy bác không ạ? Cho nên nếu bác nào mà bị bệnh tiểu đường và vẫn và con nói rằng bệnh tiểu đường chỉ có thoát được bằng cách là bỏ đói cơ thể thôi,
Cho nên nếu mà bác nào vẫn còn lăn tăn và lo sợ, không dám áp dụng biện pháp tiểu đường thì có thể gặp bác Uyên để được tư vấn trực tiếp, được không ạ? Rồi bây giờ là rất là các bác đã đến đầy đủ và các anh chị em ở viện rất là mong muốn được phục vụ cho các bác rồi, thì cho nên là con xin được dừng buổi nói chuyện tại đây ạ. Rồi rất mong các bác nhớ về những liệu pháp này và tất cả đều được ghi rất là rõ trong cuốn sách này và sẽ được phát cho các bác. Và rất là mong là khi chúng ta nhận được cuốn sách này, chúng ta sẽ đọc cuốn sách này và thực hiện được đến đâu càng nhiều thì càng tốt. Và rất mong mọi người là đến đây, đó là tất cả tâm huyết của thầy Dư Quang Châu, viện trưởng viện Bấm Huyền, và tất cả của các anh chị em mong muốn mang cuốn sách này đến cho mọi người, tặng cho mọi người. Cho nên là các bác cố gắng đọc bác nhé. Rồi con xin phép ạ. Dạ. Hốt đi anh em, chùm cam nào anh em. Khỏe bên trong, đẹp bên ngoài, phòng ngừa bệnh, tăng đề kháng, giúp ăn ngon, ngủ ngon, tiêu hóa tốt. Liên hệ khóa học theo điện thoại Sài Gòn 0918-133-635, Hà Nội 0326-811-258. Để có trong tay đá chườm gan cặp đá diệu kỳ đến tận cửa nhà, bạn hãy liên hệ thành phố Hồ Chí Minh và các khu vực phía Nam, điện thoại 0858002299 hoặc 0937853823. Hà Nội và các khu vực phía Bắc, điện thoại 0832186688 hoặc 0983581652.